Trần Thành, Trường Giang, MC nhưng mắc đi làm ông mai bà mối nhất showbiz Việt. Xưa giao anh Đức khắp nơi, nay Trấn Thành đưa Trương Quỳnh Anh lên thay thế. Hiện nay Trương Quỳnh Anh đang độc thân vui tính. Nếu anh nào có nhà ý hãy liên hệ Trấn Thành. Tôi sẽ giảm 10% cho những cuộc gọi đầu tiên. Anh sẽ gửi cho Song Luân. Ông xã Harry Wonseo sập sàn Song Luân tại show Anh Trai nhưng chưa ai hỏi thăm. Có ai thích không? Nhắn tôi. Giảm 10% cho 10 cuộc gọi đầu tiên. Trường Giang và Kiếp làm thuyền trưởng đầy thành công khi ship Lily, Anh Tú, Thiên Ân, Phát La bể kèo nhưng vẫn còn bè Thúy Ngân, Trương Thế Vinh. Tham gia dẫn chương trình cho khá nhiều show giải trí, Trấn Thành và Trường Giang đều rất bận rộn cho việc ghi hình. Harry Won còn từng tiết lộ về lịch làm việc dày đặc của Trấn Thành, cho biết anh có hôm đi quay tới 6-7 giờ sáng và mỗi ngày có thời gian ngủ nghỉ rất ít. Trường Giang cũng làm việc không ngừng nghỉ khi hết đi khắp nơi quay show lại tham gia sự kiện. Nhìn chung, cả hai nam MC đình đám của showbiz Việt đều rất bận rộn. Ấy thế mà cả Trường Giang và Trấn Thành ngoài làm MC còn rất thường xuyên đi gắn ghép tình duyên cho các nghệ sĩ độc thân trong showbiz. Hay nói theo cách của cư dân mạng thường trêu chọc hai nghệ sĩ, đó là các anh rất mắc đi làm ông mai bà mối. Trấn Thành có sự nghiệp mai mối của Trấn Thành, Trường Giang có sự nghiệp ship couple của Trường Giang. Hai nam MC đều rất nhiệt tình làm mai làm mối, dù công việc còn đang đăng đê đê. Còn nhớ cái hồi mà anh Đức chưa cưới vợ, Trấn Thành đi đâu cũng không quên giao người bạn thân của mình. Sơ hở là giới thiệu anh Đức tới mọi người, đến mức mà người ta cảm thấy quen thuộc với lời mời chào của Trấn Thành. May mắn là sau thời gian dài, anh Đức giờ đây cũng đã cưới vợ. Lễ cưới được tổ chức vào ngày 10 tháng 9 với sự tham gia của rất nhiều nghệ sĩ đình đám, trong đó có cả Trường Giang lẫn Trấn Thành. Tưởng như anh Đức lấy vợ rồi thì Trấn Thành sẽ được rảnh tay, nhưng không. Rất nhanh chóng nam MC đã giao thêm người khác, đó là Trương Quỳnh Anh. Ngay tại lễ cưới, ông xã Harry Won đã nhiệt tình PR về người em của mình, một cô gái xinh đẹp nhưng nay vẫn còn độc thân. Thậm chí, Trấn Thành còn tranh thủ giới thiệu Trương Quỳnh Anh đến với Song Luân, một người em khác cũng đang độc thân của mình. Nghĩ lại thì cả Song Luân và Trương Quỳnh Anh đều là trai xinh gái đẹp, chung khung hình cũng cực phẩm lắm nha. Lại nói về Song Luân thì tới nay anh chàng đã U40 nhưng vẫn độc thân. Trải qua 3 mối tình không thành thì giờ Song Luân vẫn chăn đơn gối chiếc. Trên sân khấu của show Anh Trai, biết được tình cảnh của Song Luân nên Trấn Thành tiện thể cũng siêu sập sàn người em của mình. Mặc dù đã siêu sập sàn nhưng có vẻ vẫn chưa có ai phù hợp với Song Luân. Có lẽ sắp tới, Song Luân và Trương Quỳnh Anh sẽ là hai cái tên mà Trấn Thành phải quan tâm nhiều hơn sau anh Đức. Không chỉ Trấn Thành, một nam MC đình đám khác cũng rất đam mê làm ông tơ bà nguyệt, đó là Trường Giang. Không phải nói chứ Trường Giang xứng đáng là thuyền trưởng của nhiều fan couple. Bởi nhờ có ông xã Nhã Phương đẩy thuyền cực mạnh mà giờ fan của Lily, Anh Tú được thấy idol ngọt ngào tràn màn hình dù chẳng cần công khai hẹn hò. Có lẽ, Lily và Anh Tú là cặp đôi mà Trường Giang đẩy thuyền thành công nhất, bởi sau thời gian gán ghép, cuối cùng thì đôi trẻ đã thoải mái với nhau hơn. Một cặp đôi khác cũng từng được Trường Giang đẩy thuyền là Thiên Ân và Phát La. Chỉ tiếc là đôi này không thành và đã có nhiều dấu hiệu đường ai nấy đi, đến nay thì không còn tương tác gì nữa. Song, nam MC vẫn còn một cặp đôi khác vẫn đang tích cực đẩy thuyền, đó là Thúy Ngân và Trương Thế Vinh. Trước đó, fan của cặp đôi này sướng rơn khi Trường Giang công khai đẩy thuyền hai người tại sự kiện. Tất nhiên, anh già không làm quá lố, chỉ vui đùa nhẹ nhàng thôi, chứ vẫn rất lo lắng cho hai người em của mình.